À, bất động sản có dùng có ok không chứ cũng khó. Thực chất thì cái này mọi người phải tự làm kịch bản nhé, bởi vì đây là một cái khóa học nó em hỗ trợ chung toàn bộ sản phẩm, còn kịch bản thì mọi người cũng phải có những cái giới thiệu dự án, những cái bám đuổi, những cái giới thiệu thông tin, thì mọi người phải xem lại cái nội dung buổi 1 thì mọi người mới làm kịch bản được. Còn ngành hàng nào thì nó phụ thuộc vào kịch bản thôi, ví dụ bất động sản thì kịch bản nó khác giày, nó khác spa, nó khác tất cả các ngành hàng còn lại. Bản miễn phí nó gửi tin nhắn quảng cáo đến khách hàng lúc có lúc không, lúc nó khi mà mình vượt qua giới hạn, ví dụ qua giới hạn 1.000 chẳng hạn thì nó không gửi được, chứ còn không phải là lúc có lúc không. Mọi người có câu hỏi gì về cái phần kịch bản á, câu hỏi mà khi mà mình làm mình vướng á thì giải quyết luôn. Chứ còn nếu mà đi sâu vào sản phẩm thì tùy cái mà mình sẽ trả lời nếu mà đủ thời gian. Có dễ không ta, do chưa học buổi 1 nên chưa biết xem lại chỗ nào ta, thì nó nằm trong tin nhắn của SuperBot. Nếu mà mọi người chưa học buổi 1 thì hôm nay thì chúng ta sẽ gọi là cưỡi ngựa xem hoa, nó không hiểu gì hết. Thì cái đó thì em cũng không hỗ trợ được. Chắc là em gửi tin nhắn rõ rõ ràng ràng rồi mà mọi người không đọc nữa thì thôi. Làm sao bây giờ không đọc, không chịu đọc mà hỏi ở đâu nữa thì cũng chịu. Rồi, ok. Mini game và quay may mắn. Nó có cái để mini game để mọi người làm, tức là chơi vòng quay may mắn. Kịch bản thì có những cái loại kịch bản nó không cần phải công cụ, có những kịch bản cần công cụ, nhiều kịch bản như game dự đoán bóng đá hay là game vòng quay may mắn thì chúng ta cần công cụ, còn nữa thì không. Rồi, ok, chúng ta còn câu hỏi gì nữa không? Không tải về được thì hãy tìm cách tải về được, bởi vì có người tải được mà, tại sao mình không tải được? Ở đây không phải khóa học 1-1 nên là nếu mà mọi người làm mà không được thì phải cố gắng thôi. Ví dụ khách hàng vào chưa mua hàng hay đã mua hàng rồi, ok, cái đó thì mình sẽ phải gắn dữ liệu từ bên ngoài em ơi, tức là mình sẽ đẩy thông tin khách hàng ra bên ngoài. Ví dụ anh chẳng hạn, hôm nay anh chat rồi thì anh sẽ gắn thẻ là đã mua hoặc là chưa mua, thì mình cũng sẽ cung cấp cái công cụ đó cho mọi người luôn miễn phí bao show luôn. Dùng chatbot có bị tính là spam không? Thì spam là tùy cái cách mà mọi người nhắn, ví dụ như chẳng hạn mọi người đang nhận được tin nhắn liên tục từ mình chẳng hạn, thì đó là cái do cái khóa học mọi người đăng ký thì mình mới gửi như vậy, còn nếu mà mình gửi liên tục như vậy thì nó lại thành gọi là spam, nó không không có được nữa, nó thành spam rồi. Rồi, tức là spam hay không là do cách làm của mọi người nhá. Ví dụ nếu mà mọi người chăm sóc khách hàng chẳng hạn thì chăm sóc điều độ, ví dụ tháng chăm sóc một lần hay là đến ngày gần hết sử dụng, ví dụ bây giờ sản phẩm đó là 1 tháng dùng thì đến ngày thứ 25 thì mình nhắc họ hỏi thăm họ dùng hết chưa, dùng có tốt không. Còn cứ phang quảng cáo vào thì kiểu gì mà chả dính spam. Spam hay không là do cách dùng. Còn công cụ thì email hay mọi người thấy cái gì dùng quá, bản chất của kể cả quảng cáo Facebook, bản chất của nó cũng là một dạng spam nhé. Nó là spam mà. Mình có muốn đâu. Mình cũng thấy bị spam đấy. Gọi là spam cao cấp thôi. Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái buổi học hôm nay. Nếu mà chúng ta sẵn sàng thì chúng ta comment là ok nhá, chúng ta chat ok nhầm. À, có cách có cách. Ví dụ như là họ không 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 ấy thì chúng ta sàng lọc được. Có cách. Thì cái đó thì chắc là nó sẽ nằm ở một cái buổi số 3 nữa thì nó mới đi đến những cái phần mà anh Vũ hỏi được. Bởi vì ở đây mọi người đa phần là người mới nên là những cái vấn đề đó thì mọi người chưa có gặp nên là em cũng sẽ không giải quyết.
thì cái nào mà nó nhiều thì mình mới giải quyết thôi. Buổi ba thì khả năng thì nó sẽ vào cái thứ ba của tuần sau, còn thứ bảy tuần này thì chắc em không không thể xử lý cho mọi người được rồi. Rồi, ok. Thì nói lại một chút là cái hôm cái buổi đầu tiên đúng không? Thì chúng ta đã học về cái gọi là cái tổng quát rồi, thì chúng ta đã có những cái kịch bản rồi đúng không? Chúng ta gọi là chương bích. Chuongbich.com chẳng hạn, việc chat bot zero. Rồi. Đã quay quay về kịch bản nhá. Mọi người cái này thì mọi người nghe được thì Sony kiểm tra lại mic nhá. Rồi, ok. Rồi, bây giờ chúng ta đã có cái kịch bản như thế này rồi. Rồi. Đúng không? Này, kịch bản đón tiếp khách hàng này. Chúng ta sẽ làm từng cái loại kịch bản nhá. Được không? Rồi. Rồi. Thì đầu tiên là làm sao để kết nối với bot á. Rồi. Thì mình lưu ý mọi người này. Cái chuyện mà chúng ta có những cái nền tảng á thì ở trong cái chương trình học này á thì mình sẽ cho mọi người sử dụng cái thằng tốt nhất thế giới, nó là thằng Chatfield, được chưa? Còn nếu như mọi người chỉ cần dùng, tại sao nó lớn? Bởi vì nó có khả năng nhân bản này, nó tích hợp được game này, xuất thông tin tốt này, hỗ trợ kết nối các kênh khác này, và xóa khách hàng không tiềm năng có này, viết thêm chức năng có này. Thì nếu như mà mọi người dùng chatbot chỉ với cái chuyện là kịch bản bán hàng này, kịch bản bám đuổi này và kịch bản chăm sóc khách hàng, thì nền tảng nào ở Việt Nam đều làm được hết. Nhưng mà mình dùng thì mình có những cái game, mình có những cái ứng dụng bên ngoài, nên là mình sẽ dùng của cái nền tảng nước ngoài thì nó đắt hơn. Nhưng mà ví dụ sau này mình có hệ thống SMS chẳng hạn, có hệ thống email marketing, có các phần mềm bán hàng thì mình có thể kết nối dễ dàng được. Còn các cái của Việt Nam thì nó hơi khó hơn. Vậy nên là chúng ta sẽ thống nhất là thực hành trên nền tảng Chatfield. Thì thằng này thì nó sẽ miễn phí cho mọi người 1.000 cái người dùng đầu tiên, tức là 1.000 người dùng đây này. Sau khi mà chúng ta đủ 1.000 á thì chúng ta sẽ không sử dụng được nữa. Được chưa? Nên là chúng ta sẽ sử dụng 1.000 này, nếu mà có hiệu quả thì chúng ta hãy dùng. Còn không thì chúng ta hãy ngừng sử dụng. Được không? Rồi, ok, chúng ta sẽ học nền tảng Chatfield nhá. Và mọi người đang dùng nền tảng nào? Những người đang sử dụng rồi nào? Thì mọi người hãy chat cái nền tảng của mình nào. Mọi người vẫn nghe được đúng không? Chỉ có là Sunny không nghe được thôi. Mọi người chat cái nền tảng mà mình đang sử dụng nhá. Nếu mà mọi người không có yêu cầu cao về nhân bản hay là không có hệ thống, rồi Hải đang dùng HANA đúng không? Thì bên anh cũng đang kết hợp với HANA, có một số sản phẩm mà dùng được của HANA. Ví dụ như form hay là shop hay là vòng quay may mắn thì đều dùng được với HANA. HANA Bot là bên anh Hải. Nếu mọi người dùng Việt Nam thì có thể là HANA, Bot bán hàng hoặc Hana Fun. Còn mấy cái nền tảng Việt Nam còn lại nữa thì mọi người có thể tham khảo thêm. Còn của nước ngoài thì mình sẽ ưu tiên là Chatfield. Còn nó rẻ hơn một chút thì có thằng ManyChat. Nhưng mà ManyChat thì nếu mà dùng bình thường á, thì ManyChat dễ dùng hơn là Chatfield. Nhưng mà nếu mà dùng quen rồi thì cái cách quản lý của Chatfield nó tốt hơn hẳn. Thực sự chọn nền tảng là bài toán về chi phí và cái khả năng mở rộng, thì mình ưu tiên những cái nền tảng có khả năng mở rộng, bởi vì là đâu phải là mình về chat không nữa, mình còn muốn kết nối với website, mình kết nối với
các cái hệ thống khác của mình nữa, nên là mình muốn các cái nền tảng nó mở mở hơn. Rồi mọi người comment chat cái nền tảng của mình đang dùng đi, nếu mà ai chưa thì chúng ta comment là số 0 nhé. Đây là các cái chi phí chúng ta sử dụng này. Rồi nếu mà không thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đầu luôn, cũng mọi người đừng có lo, chúng ta sẽ bắt đầu từ đầu luôn. À, từng sử dụng Hana. Rồi thì ở đây nhá, ở đây thì mọi người thấy là 10.000 đô, à 10.000 khách hàng, 85 đô. Ok, sẽ cho bản so sánh này. Bản này là mình làm cho phục vụ cho mình thôi. Theo mọi người thì 1 tháng á, là chúng ta trả 85 đô. Ví dụ bây giờ mình nói cái nền tảng đắt nhất đi, đó thằng chat Fever này này. 1 tháng mà chúng ta trả là 85 đô thì theo mọi người là đắt hay rẻ đó? Theo mọi người là đắt hay rẻ? 1 tháng là 85 đô. Chúng ta hãy cho ý kiến đi. Đắt. Rồi, ok. Mình sẽ phân tích cho mọi người nhá. À, với 85 đô thì chúng ta tức là nó tầm khoảng chưa đầy 2 triệu, mình cho là 2 triệu đi. Bây giờ mình nói là nếu mà mọi người chăm sóc tầm khoảng là 10.000 khách hàng đi ở ngoài đời, thì mình thuê nhân viên nó tầm cỡ, nếu mà nó biết làm thì nó tầm cỡ 6 triệu. Được chưa? Và nó chưa kể chi phí điện thoại nữa, 7 triệu, nói chung là nó tầm khoảng 8 triệu 1 tháng thuê nhân viên chăm sóc khách hàng không. Mà nó tầm 8 triệu đó. Nó như vậy á, mà nó không thể chăm sóc 10.000 khách hàng được. Bây giờ mình tính là với một con bot mà nó đắt nhất đi, theo cái suy nghĩ của mọi người là đắt nhất đi, thì 10.000 khách hàng được không? Mà chúng ta coi như là 95% khách hàng đó là vứt đi đi. Đúng không? Tức là chỉ có 5% của 10.000 thôi là họ quay lại mua hàng nếu chúng ta chăm sóc tốt. Và tức là 10.000 tức là 5%, tức là tầm khoảng 500 người. Thì nếu mỗi người đó họ khách mỗi khách hàng quay lại đó, chúng ta không mất tiền quảng cáo, chúng ta không mất tiền nhân sự marketing, chúng ta không mất thêm chi phí marketing gì nữa, nó mang lại mỗi khách hàng tầm khoảng 10.000 đi, thì theo mọi người có khả năng không? Mỗi khách hàng mang về chúng ta 10.000, tức là mình coi như là 95% là vứt đi đi, là mình coi như là 5% là trong cái số 10.000 đó là gọi là chúng ta chăm sóc được và quay lại được á, và họ mua hàng được á, có khả thi không? Theo mọi người có khả thi không? Mỗi người đó chỉ cần mang lại 10.000, bởi vì nếu bình thường mọi người cũng chả chăm sóc, nói thật là như vậy. Ở đây có bao nhiêu người trong mọi người là chăm sóc khách hàng và bán thêm sản phẩm cho họ? Nên là mình thật sự mình vẫn dùng chất fill, không đắn đo gì, bởi vì là nó mang lại, nếu mà mình làm kịch bản tốt cái phần chăm sóc khách hàng, mình có cái sản phẩm bán chéo này, mình có cái sản phẩm mà nó duy trì này, mình thời trang thì mình gửi mẫu mới này, hay là mình gia tăng cái khả năng chốt đơn khách hàng họ vào á, mà chúng ta họ chưa mua á, mà thường thường Facebook là họ quên á, thì mình nhắc lại thì họ cũng có thể quay lại được. Nên là thực sự theo mình là nếu biết dùng là rẻ. Đấy. Qua ví dụ đó thì theo mọi người bây giờ thì chúng ta là rẻ hay đắt? Hỏi lại mọi người một lần nữa. Mọi người thấy rẻ hay đắt? Đắt hay rẻ? Rẻ đúng không? Rồi. Thì bây giờ muốn rẻ được á thì chúng ta phải làm kịch bản tốt, còn nếu mà chúng ta chỉ spam khách hàng á thì nó chỉ có kết quả ngay ban đầu thôi. Thật sự là nếu mà chúng ta spam khách hàng thì kết quả nó rất là nhanh lắm, cảm giác rất là nhanh, nhưng mà nó chỉ được là cái ban đầu thôi, nó không 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 ổn. Thì chúng ta phải làm kịch bản tốt và chúng ta phải có sản phẩm
để mà bán. Chứ bây giờ chẳng hạn chúng ta bán mà tháng sau chúng ta không có cái gì để bán hoặc không có gì để bán chéo thì thật sự tiền đâu mà, tức là lại thành đất á. Nếu mà mọi người chỉ có một sản phẩm duy nhất, bán rồi không bán lại nữa. À, spam khách hàng thì cái đó thì lại phải tùy theo ngành hàng. Ví dụ em sẽ phải thử nghiệm, ví dụ cái khách hàng của em là 30 ngày thì có hợp lý không? Ví dụ bây giờ em bán giày, em ra mẫu mới em nhắn cho khách hàng thì 30 ngày một thì nó có hợp lý hay không? Thì em phải thử nghiệm. Có những khách hàng lớn tuổi á, thì họ thời gian lâu hơn. Khách hàng mà trẻ tuổi thì chúng ta có thể nhắn tầm 15 ngày, 7 ngày để giới thiệu sản phẩm mới. Nó còn phụ thuộc là bao nhiêu lâu thì khách hàng sẽ mua một đôi giày của em chẳng hạn. Rồi, ok. Nếu mà rẻ thì chúng ta sẽ đi làm nhá. Rồi, rẻ chúng ta sẽ đi làm này. Bây giờ đầu tiên á là chúng ta sẽ kết nối cái trang của mình vào cái thằng Chatfield đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào này. Mình sẽ lấy một cái nick mới. Rồi, mọi người gọi Chatfield chấm này. Đó. Đây, Chatfield này. Đó. Thằng này thì nó sẽ cho miễn phí 1.000 cái khách hàng nhé. Tức là ở đây mọi người nó sẽ tính theo danh sách khách hàng này. Mọi người thấy nó tính tiền ở đây là tính theo danh sách khách hàng này. Ví dụ 500 khách hàng này, 1.000 khách hàng này. Khách hàng tức là cái lượng người mà chat với chúng ta á, mà con bot được chăm sóc lại thì nó sẽ tính là một khách hàng con bot được chăm sóc. Và chúng ta thằng Chatfield thì nó hỗ trợ đó là xóa, nếu mà người dùng họ họ ví dụ như họ không muốn nhận tin chẳng hạn thì có thể xóa khỏi hệ thống, thì chúng ta sẽ không phải trả tiền cho cái đối tượng xóa đấy. Rồi mình sẽ làm qua một lượt cho mọi người nhá. Bây giờ chúng ta sẽ truy cập cái trang là chatfield.com đây đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập. Đây, sau khi chúng ta có cái nút đăng nhập á, chúng ta sẽ tiếp tục này với Facebook của chúng ta này. Như con này là nó chúng ta đã từng kết nối một con rồi. Rồi. Ok. Rồi. Nếu mà mọi người lần đầu tiên cập Chatfield á thì nó sẽ bắt kết nối với một cái trang nhá. Thì chúng ta sẽ kết nối, không sao đâu, tí sẽ hướng dẫn mọi người gỡ kết nối ra được mà. Rồi. Ok, mọi người vào được đây chưa? Nếu mà ai mà làm xong rồi thì chúng ta hãy comment là số 1 nhá. Ok nhá. Đầu tiên là mọi người vào được Chatfield đã. Rồi. Ok. Rồi. Chúng ta sẽ làm tiếp tục nhá. Chúng ta sẽ tạo một cái blog mới này, tạo một con bot mới này. Đấy, mọi người thấy cái chỗ tạo một con không? Tạo một con bot. Đấy. Mọi người nhìn này. Ở đây Chatfield nó đã có những cái bot màu cho các cái ngành hàng rồi. Sẽ có những cái con nó trả phí, ví dụ con này 149 đô, nhưng mà sẽ có những cái con miễn phí. Đấy, con này 49 đô, con này 199 đô. Đấy, nha khoa này, khách sạn này, shop này, người nổi tiếng này. À, chúng ta sẽ bắt đầu từ một con trắng nhá. Mình nói là một con trắng tinh đi. Con trắng tinh này. Đấy. Chúng ta sẽ có một con bốt trắng như thế này. Đó, trắng tinh luôn.
khoanh bốt. Rồi. Rồi chúng ta kích vào con bốt trắng đó. Nó trắng tinh luôn. Mình sẽ bắt đầu với một con bốt trắng tinh cho mọi người. Và sẽ hướng dẫn mọi người những cái gọi là cơ bản nhất. Đầu tiên là kết nối này. Đấy, ngắt kết nối này. Các dạng block này. Các cái luồng này. Đấy. Luồng kịch bản này. Luồng. Quên, kịch bản chứ. Kịch bản. Rồi chúng ta sẽ làm kịch bản bán hàng này. Rồi, kịch bản chăm sóc này. Kịch bản níu kéo này. Rồi, kịch bản thu hút này. À, hôm nay chúng ta sẽ làm được 4 cái đó đó. Bán hàng, níu kéo chăm sóc, thu hút. Rồi. Ok, mọi người làm đến đây được chưa? À, khi nào ai làm xong thì chúng ta hãy comment là ok nhá. Thì như vậy mình biết là mọi người đã làm được á. Nếu mà ai vướng chỗ nào nữa thì chúng ta sẽ dừng lại một chút. Rồi. Ok. Rồi. Bây giờ nhá, trước khi mà chúng ta kết nối cái con bot này này với một cái trang nào này thì mình sẽ phải chuẩn bị trước đấy nhá. Thì ở đây này, ở đây mọi người thấy mỗi cái này này nó gọi là một cái block này. Đây gọi là block nhá. Thì nó có hai cái block mặc định. Thì đầu tiên chúng ta sẽ quan tâm cái block mặc định này. Mọi người vào đây xóa hết đi, xóa hết cái block mặc định này đi. Mọi người nhìn nhá, nhớ cái đó nhá. Xóa mặc định này đi này. Mặc định ở đây là gì? Đây là block. Block mặc định. Khi bot không hiểu khách hàng nói gì, nội dung sẽ hiển thị block này. Đấy, ở block này. Rồi, nhưng mà bây giờ mà chúng ta muốn là khi mà ai đó chat với bot mà bot không hiểu thì nó im mồm thì chúng ta xóa. Rồi, theo mình thì mình hay xóa cái này, tức là để nó không hiểu cái gì thì thôi, nó đừng có nói gì hết á, trật tự đó đi, để tao vào tao trả lời. Khi mà khách hàng hỏi thì tao vào tao trả lời. Rồi. Rồi, được chưa? Nếu mà mọi người hiểu cái này, mọi người hãy gõ là mặc định nhá. Mọi người hãy gõ là mặc định. Hoặc block mặc định cũng được. Để mình biết là mọi người đã hiểu. Và nhớ chắc chắn là phải xóa cái này. Nếu mà không xóa là khi ai đó mà cứ hỏi cái gì á, là nó cứ trả lời cái chỗ này này. Nó cứ nói lên bằng tiếng Anh rất là khó chịu. Rồi. Tiếp theo là cái block chào mừng. Đây. Chào mừng là đây là nơi mà khách hàng bắt đầu chat với trang sẽ thấy nội dung này, mà bất cứ khách hàng nào được không? Thì nơi đây thì chúng ta sẽ trễ mất 30 phút rồi. Rồi xem tạm cho hiểu cũng được. Ok, mọi người hiểu block chào mừng chưa? Nếu mà chúng ta hiểu thì chúng ta hãy gõ là block chào mừng. Đây là nơi bất cứ khách hàng nào vào á thì nó đều chào như vậy. Vậy thì chúng ta sẽ thiết lập đơn giản nhé. Xin chào
chúng ta muốn gọi tên của khách hàng á thì chúng ta hãy gõ cái biểu tượng này này. Đấy. Biểu tượng hai vạch ấy. Đấy, và muốn chào tên của khách hàng này thì có này. Tên của khách hàng này. Đấy. Chào tên này. First name, last name này. Đấy, ví dụ chào. Đấy. Đã đến với buổi học học chatbot zero. À ok, cái chào anh chị thì chúng ta sẽ học ở một buổi khác nhé, bởi vì nó sẽ phức tạp hơn một chút nữa. Đây, hôm nay thì là sẽ dành cho người mới. Sau khi mà mọi người làm được những cái thao tác cơ bản á thì qua thứ ba tuần sau, nếu mà hôm nay chúng ta học trao đổi tích cực thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người ở cái buổi thứ ba, thì khi đấy là nó là sẽ những cái kiến thức nâng cao hơn. Ví dụ như làm sao để chào theo anh chị, làm sao để chào theo thời gian, hay làm sao thông báo nhân viên, hay làm sao làm chơi game. Nhiều trò lắm, nhưng mà mọi người phải làm được cái cơ bản trước đã, được không? Rồi ok, mọi người làm được đến đây chưa? Đấy, đơn giản thôi, chúng ta làm cái là xin chào đã đến với buổi học chatbot Zero, hoặc là đến với cái cửa hàng của mình là được. Đó, thì ai đến với trang á là nó sẽ chào như vậy. Đó là cái đơn giản nhất. Rồi, sau khi mà chúng ta đã làm xong cái bước chào mừng này nhá, thì chúng ta sẽ đi kết nối này. Kết nối với trang này, mọi người nhìn cái chữ connect này. Kết nối này. Đó, chúng ta sẽ chọn cái trang. Chọn cái trang. Đấy. Rồi. Đấy, ví dụ bây giờ mình sẽ làm một con bot cho thời trang đi, quần đéo đạp Alabi à? Alabi. Rồi, đấy, kết nối xong. Không thực hiện trên điện thoại được, chúng ta phải học ở trên máy tính, bởi vì trên điện thoại thì chúng ta không thể làm được cái này. Rồi, đó là kết nối nhá. Còn nếu mà chúng ta muốn hủy kết nối á thì mọi người cùng vào đây này. Ví dụ bình thường là chúng ta nằm ở đây này, ở các block này, mọi người hình viên gạch này. Muốn hủy kết nối á thì mọi người sẽ vào cái hình bánh xe này. Đấy, và chúng ta ấn hủy kết nối đây. Hủy kết nối tức là chat thì bot này sẽ không được nữa. Rồi, nếu mà mọi người đã hiểu cách kết nối và hủy kết nối thì chúng ta hãy comment, hãy chat là kết nối và hủy kết nối nhá, để mình biết là mọi người đã hiểu. Ví dụ mình thấy bot đang lộn xộn quá, mình không muốn dùng nữa thì mình sẽ ấn cái nút hủy kết nối ở đây. Đây, chúng ta sẽ vào đây này. Hoặc là mình sẽ vào từ bên ngoài nhá. Đấy, mình vào con bot này này. Con bot trắng này. Và vào cái phần config này. Đó, mình sẽ ngắt kết nối với bot ở đây. Thì bot sẽ không còn hoạt động nữa, nó sẽ trở về cái trạng thái cũ. Đó là mọi người phải hiểu cái cách kết nối và hủy kết nối. Chứ ví dụ mình làm bot linh tinh rồi, khi đấy không biết hủy làm sao thì rất là mệt. Được không? Mọi người hiểu thì chúng ta hãy chat là kết nối và hủy kết nối nhá. Để mình biết là ok, mọi người hiểu cái phần kết nối và hủy kết nối. Ok mọi người. Rồi mình làm lại cái chỗ này nhá. Cho nó xin chào đã đến với cửa hàng thời trang Aladi. Đấy. Thấy chưa? Đấy. Shop có thể giúp gì cho chị ạ? À, hoặc là ok, thường thường thời trang mình đã chọn được màu nào chưa ạ? Được chưa? Rồi, đơn giản thôi, chúng ta làm cái đơn giản trước đã. Rồi, chúng ta sẽ thử bot này, chúng ta thử con bot này. Thử nhá. Thử con bot nó nằm ở đây. Đấy.
Được chưa? Cái chỗ này nhá là chỉ có quản trị viên mới thấy thôi, nên là yên tâm, khách hàng họ không có thấy đâu. Quản trị viên mới thấy thôi. Đấy, xin chào Trần đã cửa hàng. Đó, mình đã chọn được màu nào chưa ạ? À, đã đến. Rồi. Rồi, tí nữa thì khách hàng chat lại thì nó sẽ xử lý được chỗ này. Rồi, như vậy là chúng ta đã làm được cái đơn giản nhất, là một cái gọi là cái kịch bản đơn giản nhất. Đơn giản nhất là khách hàng vào là chào được rồi á. Được không? Đó là cái kịch bản xin chào. Nếu mọi người hiểu cách làm cái kịch bản này, cái block này thì chúng ta hãy chat là xin chào nhá. Được không? Đơn giản không? Đơn giản lắm mọi người. Như vậy là mình đã cài được con bot rồi đó. Có nó chào được cái câu đơn giản rồi đó. À. Ok, mọi người chờ chút thì mình đi lấy cốc nước. Rồi. Ok mọi người. Chúng ta sẽ đi cái bước tiếp theo nhá. Bây giờ này thì chúng ta sẽ đến cái bước tiếp theo. Bây giờ là cái này là gọi là một cái lời chào đơn giản thôi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi bước tiếp theo, đó là làm cái kịch bản bán hàng này. Được không? Kịch bản bán hàng này. Rồi. Kịch bản bán hàng là cái thằng nào? Thằng này đúng không? Khách hàng vào này thì gửi logo này, rồi là cảm ơn này, sau đó là giới thiệu hàng mới về, hàng đang xem này, tất cả sản phẩm này. Chat nhân viên này, hiển thị sản phẩm mới này. Rồi. Chúng ta mọi người có cái kịch bản bán hàng sẵn cho mình chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu đi làm kịch bản bán hàng nhá. Rồi, chúng ta sẽ làm này. Rồi. Đây. Bây giờ nhá. Cái block well chào mừng và cái block mặc định này chúng ta để yên nhé, mọi người không động chạm gì cả nhé. Chúng ta sẽ đi đến đây này, chúng ta sẽ đổi cái tên chỗ này thành là hệ thống này để cho em nó dễ quản lý, kích đúp chuột vào đây thôi. Bây giờ chúng ta sẽ học cái đơn giản nhất là tạo một cái block mới này. Trong con bot này thì nó sẽ có các cái gọi là cái block này mọi người này. Thì mọi người cứ hiểu á, là một câu chuyện nó là một cái block, tức là một cái câu mà mọi người nói với khách hàng ở bên ngoài đời á, mày có mua gì không chẳng hạn. Đó, tao có cái này, tao có cái này, tao có cái kia á. À, thì như vậy nó sẽ thành những cái câu nói khác nhau á, thì nó gọi là các block ở trên chatbot. Mọi người có thể hiểu được cái block không, kiểu như là cái chỗ này này, đây này. Thì đây là một một cái block này, một câu nói này. Khi mà nó nhấn vào hàng mới về á thì nó qua cái này này. Thì đây là một block. Là câu hỏi đáp á, đấy.
cái chỗ khi mà nó ấn vào hàng sale thì ở đây là một block này, hay là nó ấn vào chat với nhân viên á mà nó hiển thị ra là em là nhân viên á thì nó gọi là một block. Một block là một câu, một cái câu nói á, có thể là câu nói ngắn hoặc là câu nói dài ở ngoài đời của mình á. Ấn vào liên hệ chẳng hạn thì cái này là một block. Đấy, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải tạo này, một block này, được chưa? Hai block này, ba block này, đúng không? Sau đó là liên hệ là thành bốn này, là năm block này, được không? Mọi người hiểu block được không? Nếu mà chúng ta hiểu thì chúng ta gõ là block nhá. Nếu mà không hiểu thì chúng ta hãy đặt câu hỏi. Block là một câu chuyện thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi dựa trên cái kịch bản thời trang này, chúng ta sẽ làm cái block đầu tiên nhá. Dựa trên cái kịch bản mà thời trang này này, đúng không? Chúng ta sẽ làm cái block đầu tiên này. Đó là cảm ơn anh Cương đã nhắn tin đến này, cảm ơn anh đã chọn sản phẩm nào chưa. Rồi, chúng ta sẽ làm cái block đầu tiên. Block đầu tiên chúng ta ấn vào dấu cộng ở đây mọi người này. Ấn dấu cộng ở đây nhá, mọi người thấy dấu cộng này, ấn dấu cộng này. Đấy, tên block là chào mừng khách hàng chẳng hạn. Rồi. Đó. Chào mừng khách hàng này. Đó, sau đó chúng ta sẽ tạo một block nữa này. Đấy, là chat với nhân viên. Đấy, block là liên hệ. Block là hàng khuyến mãi, đúng không? Hàng mới về, hàng sale. Đấy. Một cái nữa là tất cả sản phẩm. Rồi. Cái này thì lời khuyên dành cho mọi người là nên viết không dấu và viết liền. Còn chúng ta có thể viết có dấu cũng được, nhưng mà không nên, bởi vì sau này nó ảnh hưởng đến cái chuyện sau này nữa. Nó sẽ ảnh hưởng đến chuyện là chúng ta kết nối với Facebook Ads hoặc là tạo link rep nữa. Nên là cái này là cái kinh nghiệm của mình thôi, là cái tên blog là viết liền và không dấu, cũng đừng có viết hoa luôn, vì sau này chúng ta sẽ bị dễ bị nhầm á. Viết liền, không dấu. Ở đây đó, nếu như mọi người cài vào blog, cài vào cái fanpage chính của mọi người á, thì cái blog chào mừng này chúng ta cứ để yên nhé. Nó chào mừng thôi, nó không ảnh hưởng gì cả. Những cái chúng ta làm ở đây này, là chúng ta làm thôi, chúng ta chưa có kết nối vào con bot đâu, nên yên tâm đi. Chúng ta cứ thực hành theo cái cách của mình chỉ thôi. Tức là mình thực hành ở dưới này nhé, không liên quan đến cái chuyện. Bây giờ mình làm cái lời chào đơn giản ở đây đã đi. Để cho mọi người hiểu ý không? Mọi người làm cái lời chào đơn giản cho khách hàng của mình ở đây là đi. Còn ở dưới này thì mình cứ đi làm. Khi nào mà mình làm xong á, mình chạy tốt rồi thì mình mới bỏ vào cái chỗ này. Nên mọi người có thể làm ở trên fanpage chính luôn được. Nhưng mà hiện tại mọi người cứ làm theo mình đi cho nó dễ làm. Được không? Mọi người hiểu chưa? Chỗ blog này mọi người có câu hỏi gì không? Đấy, chúng ta tạo những cái blog cần thiết này. Chào mừng này, chat nhân viên này, liên hệ này. Đấy. Đó. Nếu mà chúng ta có cửa hàng thì chúng ta có này, địa chỉ này. Địa chỉ cửa hàng nữa, được chưa? Đấy. Đây là những cái khi nào nó cũng có hết á. Được không? Mọi người đã tạo xong thì chúng ta hãy, nếu mà chúng ta đã làm xong những cái block này, chúng ta hãy ghi là hệ thống nhá. Đây là những cái cơ bản nhất. Cơ bản nhất. Chúng ta tạo thôi, tạo ra block này đã thôi. Chưa có làm gì hết, mình sẽ phải hướng dẫn mọi người làm. Rồi.
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm từ cái thằng chào mừng khách hàng tới này. Đấy. Thằng này là thằng đầu tiên chúng ta sẽ làm, đúng không? Thì bây giờ mọi người nhìn ở đây nhá, đây là nó có các cái định dạng này. Đấy, text này. Đấy, nếu mà chúng ta muốn viết text thì chúng ta chọn text này. Đấy. Đấy nhá. Text này. Đấy. Xin chào này. Chúng ta gõ hai vạch nhá để gõ gọi tên nhé. Nên mà đã đến với thời trang là đi chẳng hạn. Ok, như vậy ví dụ chúng ta có hai câu chẳng hạn, tách ra thì chúng ta thêm tách nữa đó. Mình chẳng hạn, mình đã chọn được bộ nào chưa ạ? Đó, gửi hình ảnh cho em, cho shop tư vấn ạ. Được không? Nó gọi là text. Đó. Sau text chẳng hạn, mình muốn một cái hình ảnh chẳng hạn. Đây, mình sẽ chọn hình ảnh này. Đấy, hình ảnh này. Tích tải lên. Đấy. Sau đó là mình muốn là có một cái album trượt ngang chẳng hạn. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Album này. Đấy. Đấy, chúng ta cũng làm tương tự, tải ảnh lên. Đấy, đây là nó muốn hỏi là chúng ta muốn xếp hình ngang hình dọc á. Nó sẽ cắt bớt. Ghi nhá, ví dụ như là mình ghi là sản phẩm mới về chẳng hạn. Muốn có cái thứ hai chúng ta ấn dấu cộng nhé. Ví dụ cho còn quay lên đi. Hàng đang sale chẳng hạn. Ok, đây là mô tả này. Hàng mới về hot, hòn hot. Rồi, ok, sẽ làm chậm. Sale nhiều màu thì 99k. Đấy, đây là text này, text ảnh này, slide này. Đây là text này. Đây là ảnh này, slide này. Còn những cái phức tạp thì chúng ta sẽ xử lý sau nhé. Cái này thì nó phức tạp hơn. Làm cái đơn giản trước đã. Làm cái hình ảnh trước đã. Cái này, cái slide này thì chúng ta có thể bỏ nha. Đây. Mà chúng ta làm cái đơn giản trước đi. Chúng ta xóa cái này đi, tí nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người sau. Đầu tiên là text và ảnh đó. Được chưa? Mọi người đã biết nếu mà mọi người làm được cái text và ảnh rồi thì mọi người hãy chat là text cộng ảnh nhá. Tí các định dạng khác như là video hay là album thì mình sẽ nói sau luôn, tức là mình sẽ làm thành một cái hoàn chỉnh cho mọi người dễ xem. Rồi, ok. Đó, mọi người làm rất là tốt. Bây giờ chúng ta muốn chạy thử nghiệm này, chỉ cho mọi người một cách muốn chạy thử nghiệm này. Mọi người thấy cái chỗ ở đây này. Đây, có cái chỗ link này này.
Đó, chúng ta bật lên. Đấy, bây giờ mình mới hiểu là tại sao mà nên biết liền không? Cái chỗ này nó, cái link này nó đẹp này. Và chúng ta ấn đăng. Đấy, chúng ta đã có một cái link rất là đẹp. Được chưa? Copy. Copy. Đấy. Link này gọi là link rep. Rồi chúng ta ấn vào đây nhé, ấn vào cái đường link này nhé. Đấy, đấy. Nghe thấy không? Xin chào, tinh thần đã đến với cửa hàng Aladdin. Mình đã chọn được bộ nào chưa ạ? Gửi hình ảnh cho shop tư vấn ạ. À, mình phải bật lên, kích vào chữ link này này. Sau đó gạt màu xanh qua. Sau đó lưu lại thì mới được. À, nếu mà không có link là mình chưa kết nối bot là nó sẽ không lên link, tức là mình phải kết nối con bot vào ở đây này, có chữ kết nối này. Vào sau thì chúng ta sẽ không mất, tức là chúng ta phải kết nối bot thì chúng ta mới bật link này lên được nhé, để chúng ta chạy test bot được. Nếu không kết nối chúng ta không chạy được. Được không? Mọi người đã tạo được link rep chưa? Và mọi người để ý nhé, nếu mà chúng ta muốn chuyển hình ảnh lên đấy, có nút di chuyển này. Ví dụ chúng ta khi khách hàng vào nó, đây chúng ta có nút di chuyển này. Đấy, ví dụ muốn hình ảnh lên trên này, hoặc là muốn câu chữ nó xuống dưới này này. Đó, thì chúng ta có cái nút chuyển này, chuyển lên chuyển xuống này. Đó gọi là link rep. Đấy, copy đấy, gửi cho mọi người chạy thử này. Đó. Khi mà chúng ta đặt mà tiếng Việt không dấu á, thì những cái link này nó mới lên nó đẹp được. Còn nếu mà chúng ta viết viết có dấu á, hoặc là thì nó sẽ lên phần trăm rất là xấu. Được không? Mọi người hiểu cái cách thêm text và ảnh. Đấy, chúng ta gọi là thêm text và ảnh. Là cái dễ nhất. Đây là cái dễ nhất nhá. Chúng ta sẽ làm từ cái dễ đến cái khó. Được chưa? Mọi người làm được thì chúng ta hãy comment text là cộng ảnh nhá. Tức là mọi người đã biết là đưa một cái text và một cái ảnh vào trong một cái blog. À, text và ảnh. À, lưu ý nhá, ảnh thì chúng ta nên đưa cái ảnh mà dung lượng nó vừa phải thôi nhá. Đừng có đưa ảnh chụp, ví dụ vài 3-4 MB á, thì khi chúng ta tải lên nó rất là chậm, mà khi khách hàng load lên á, cũng cực kỳ là chậm. Chúng ta ảnh ở dưới 500 KB thôi. Rồi, bây giờ sẽ làm một cái nó khó hơn chút là làm sao để chúng ta chèn cái video vào được, đúng không? Mọi người có muốn học cách chèn video vào đây không? Thay vì cái ảnh này chúng ta sẽ chèn video nhá. Rồi, mình sẽ xóa cái này này. Mình sẽ xóa đi nhá. Và mình để lại luôn đi. Đây. Video này, bây giờ chúng ta sẽ đến cái định dạng video nhá. Thì để mà chúng ta làm video đơn giản nhất á, thì đây chúng ta sẽ chọn này. Ở đây mọi người thấy đây có dấu cộng này. Đây mọi người thấy dấu cộng ở đây không? Cộng này. Đấy, sau đó ấn chỗ nhiều hơn này. Chọn video này. Đấy. Được chưa? Đấy. Thì làm thế nào để chèn video vào đây được? Thì cách nhanh nhất, cách mà dễ nhất là chúng ta tải video lên fanpage và lấy cái đường link. Mình sẽ hướng dẫn mọi người nhé. Đây. Ví dụ chẳng hạn.
Ví dụ mình có một cái video trên fanpage rồi, đây ví dụ video này đi, rồi bây giờ mọi người chỉ vào cái đường link của cái video này này, chỉ vào cái thời gian đăng á, chúng ta kích, sau đó chúng ta copy cái đường link ở chỗ này này, copy, rồi sau đó chúng ta trở lại đây, chúng ta dán vào đây. Đấy. À, cái đó thì anh có thể tự thử nghiệm nhá. Cái gì mọi người tự thử nghiệm được thì hãy tự thử nghiệm. Rồi bây giờ mình chạy lại thử nhá, xem đã có video chưa nhá. Chạy lại này. Và lưu ý nhá, là tốt nhất á là cái video á thì nó chỉ dưới 20 MB thôi. Chứ đừng có đưa nặng quá. Đây này, mọi người thấy video nó đã hiện lên đây rồi này. Đấy. Và nó sẽ chạy trong Messenger luôn nhé. Video này nó được chạy trong Messenger luôn. Và lưu ý nhé, nhắc lại là video, mọi người hãy chat cho mình là video hãy dưới 25 MB thôi. Bởi vì nặng quá thì nó load hơi lâu. Mà đặc biệt khi khách hàng mà dùng 3G load cực kỳ là lâu. Vậy nên là chúng ta hãy làm video chất lượng nó vừa phải thôi, đừng có full HD, HD làm cái gì hết á, mà ngắn thôi. Ví dụ video hướng dẫn sử dụng sản phẩm, video giới thiệu về shop bất động sản thì video giới thiệu dự án chẳng hạn, nhưng mình cắt nhỏ ra. Đó, đúng rồi. Như vậy là chúng ta đã biết cách chèn video vào đây. Dễ phải không nào? Rồi. Vậy là như chúng ta đã có video nhá. Chúng ta sẽ xóa cái video này đi. Đây, xóa này. Đấy. Đẹp đẹp. Rồi, ok. Rồi, chúng ta sẽ đi qua blog thứ hai. Đoạn copy link xong. Qua cái thứ hai là chat với nhân viên nhá. Chúng ta sẽ làm hết đi, sau đó chúng ta nối lại với nhau. À, chào chị chẳng hạn. Đây cái này thì là mặc định như vậy đi. Đây thời trang nữ mà. Chào chị. Em là Thương Bích chẳng hạn. Nhân viên hỗ trợ khách hàng của sao ạ? Em có thể giúp được gì cho chị ạ? Rồi, xong chat với nhân viên đúng không? Rồi chúng ta sẽ qua cái thằng liên hệ nhá. Liên hệ này. Có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0938 205 019, web chẳng hạn https://bigdb.vn. Ok, đó, email chẳng hạn hello@bigdb.vn. Đó. Hàng khuyến mãi này. Dạ, yeah. À, tích. Bên em đang có chương trình khuyến mãi ạ.
Đấy. Mua một tặng một và tiền hai, và tiền hai. Ok. Các mẫu sau ạ. Rồi. Sau đó là đưa cái album này. Giờ bây là lúc đưa album này. Cái này gọi là slide thì đúng không? Bởi vì khi nó sẽ vuốt ảnh mà lớn quá thì nó sẽ cắt mọi người nhé. Báo công sở này. Đầm dạo phố này. Đấy, ví dụ vậy. Rồi. Chỉ 199k có ngay hai áo đầm chỉ 155k bao chất. Rồi, được không? Mọi người làm được đến đây không? Cái này gọi là cái là cái này mọi người này, là cái album này này. Đấy. Đây, đấy. Mình xóa bớt đi. Đấy. Nếu mà mọi người muốn di chuyển qua lại á thì có cái nút nhỏ nhỏ này. Đấy, nó gọi là slide. Mình hay gọi là slide chứ nó thì không gọi slide. Tức là nếu mà chúng ta có nhiều nhiều sản phẩm á, đấy, chúng ta thêm một dấu cộng đây nữa. Đấy. Mô tả này. Rồi mọi người làm được đến đây chưa? Ai làm xong rồi thì chúng ta gõ là slide nhá. Đây, gọi theo mình đi cho nó dễ. Nếu mà làm xong rồi thì nó sẽ chạy như sau này mọi người, bật cái link cho nó chạy này. Những cái này nó đang chạy độc lập á, nên là kẻ khách hàng vào họ không thấy đâu, bởi vì mình chưa có kết nối vào nên phải bật link nó mới chạy được. Đấy, bên em đang có chương trình là khuyến mãi mua một tặng một trả tiền hai này, có các mẫu sau này. Đấy, đầm dạo phố 155k bao chất này, áo công sở 199 này, cương này, mô tả này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến cái khó hơn một chút nhé. Thì nếu mà mọi người ở đây, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đơn giản nhất là làm sao để khi mà ấn vào cái đầm dạo phố này thì nó chạy ra được. Đấy, thì chúng ta sẽ làm như sau. Mình ví dụ thôi. Thì nếu mà cái cách đơn giản nhất á, mọi người muốn đưa nhiều sản phẩm lên á, con bot á, thì mọi người hãy tạo ra những cái album ở trên trang của mình á. Ví dụ như thế này, chúng ta sẽ tạo các album ảnh. Ví dụ album hàng sale chẳng hạn, album hàng mới về chẳng hạn. Đấy, ví dụ mình nói là album hàng mới về này đi. Đó. Thì chúng ta sẽ copy cái đường link ở đây này. Copy này. Rồi, chúng ta sẽ làm gì? Đây. Chúng ta sẽ bỏ vào đây nhé mọi người nhé. Mọi người thấy dấu cộng ở đây này. Đấy.
xem chi tiết này. Sau đó ở đây này, nó có cái đường này, đường link này. Đó, ta bỏ cái đường link vào. Đấy. Ví dụ vậy, mình lấy mấy cái cho mọi người dễ hình dung. Thôi mình làm cho nhanh nhé. Đây. Xem chi tiết này, URL này. Đấy. Xem chi tiết này, URL này. Rồi, mình cho nó chạy thử lại nhá. Đấy, mọi người thấy không? Ở đây bắt đầu nó đã có cái nút để xem chi tiết này. Khi mà khách hàng ấn vào xem chi tiết một phát là nó ra cái album ấy. Đó. Đó là cách đơn giản nhất. Đấy. Mỗi cái thì chúng ta sẽ tạo một album cho nó nhanh. Đây là cái cách mà nó cách dễ nhất á. Rồi, nếu mà mọi người hiểu cái cách này thì mọi người hãy chat là URL nhá. Đây, mình sẽ làm lại cho mọi người xem này. Mình sẽ xóa nhá. Đấy, chúng ta có dấu cộng ở đây này. Đấy, xem chi tiết này. Chọn URL này. Đó, hoặc là mình sẽ tỏ ra website của mình. Đây là cách dễ nhất. Đó. Rồi. Rồi, ok. Hàng mới về mình làm tương tự nhé. Đây, mình sẽ làm nhanh cho mọi người. Hàng mới về nhé chị yêu. Đấy, mình thích thì mình sẽ bỏ tầm khoảng 3 cái ảnh. Ví dụ vậy, nhà không có ảnh này mình sẽ 2. À, tối đa là chúng ta làm tầm khoảng 5 cái ảnh ở đây thôi. Vì nhiều quá khách hàng nó ngợp. Đó. Tức là nếu mà mọi người không đưa vào album á, thì chúng ta sẽ đưa ở đây. Đấy, 1, 2, 3 ảnh này. Hàng mới về nhé chị yêu. Đấy. Rồi, mọi người hiểu cách làm nhiều ảnh nhá. Hàng đang xe nhé. Nếu mà hiểu thì mọi người hãy chat là đã biết cách, tức là mọi người gọi là nhiều ảnh nhá. Thật chất là chúng ta phải bỏ không giới hạn ảnh được, nhưng mà nếu mà nhiều ảnh quá thì tự nhiên nó sổ ra một loạt á, thì khách hàng nó nhìn khó chịu. Rồi, được không? Mọi người đã bỏ biết cách nhiều ảnh, chúng ta hãy chat là nhiều ảnh nhá. Tất cả sản phẩm này. Ok. Đấy. Tất cả sản phẩm tương tự này. À, đây là tất cả sản phẩm bên shop đang có. Đấy. Và chúng ta quay về đây này. Thì thằng chat fill nó có một cái chức năng rất hay, đó là copy này. Mọi người nhìn ở đây này, có cái ba vạch nhỏ nhỏ ở đây á. Tức là mình muốn sửa cho nó nhanh á, chúng ta có thể ấn copy này. Đấy, và chúng ta sẽ copy vào cái chỗ là tất cả sản phẩm chẳng hạn. Copy. Đấy, thì qua tất cả sản phẩm là nó là đấy, thấy cái này rồi. Đó. Đấy, thì tương tự nhá. Đấy. Đấy. À, chị yêu thích màu nào thì gửi hình và sản phẩm qua đó. Rồi, địa chỉ cửa hàng, đúng không? Đây là chúng ta có hình ảnh cửa hàng này. Ví dụ ở đây là cái hình ảnh của cửa hàng đi,
đúng không? Rồi. Địa chỉ, shop 618 đường 3 tháng 2, phường 14 nhà hàng, quận 10, Hồ Chí Minh. Đó. Rồi. Rồi. Xem chỉ đường này. Đúng không? Giờ chúng ta sẽ chèn vào đây cái gì? Đây này. Chỉ đường này. Đấy, chọn URL. Và chúng ta sẽ lên Google Maps, chúng ta tìm là 618 đường 3 tháng 2. Nhá. Đấy. Rồi, đây. Rồi. Đấy, ví dụ vậy. Chúng ta ấn vào nút chia sẻ này. Hoặc là chúng ta có thể lấy cái địa điểm của chúng ta cũng được. Ví dụ như là Phương Bích chẳng hạn. Đấy. Chia sẻ này. Sao chép địa chỉ này. Đó. Chúng ta sẽ làm gì? Bỏ vào đấy, chọn URL này. Đấy, muốn gọi điện thì chúng ta gì? Ví dụ muốn nhấn vào nó gọi điện luôn chẳng hạn. À, gọi điện chẳng hạn nhé. Chúng ta chọn phone này. Đấy, chọn 84 này. Chọn Việt Nam nhé, gọi chữ V ấy. Đấy, 9382050019. Đó. Được không? Chúng ta đã biết cách thêm số điện thoại chưa? Nếu mà chúng ta biết rồi chúng ta hãy chat là thêm số điện thoại nhá. Mình sẽ chạy thử này cho mọi người này. Rồi, thêm số điện thoại. Đây. Nghe thấy không? Đầu tiên là nó sẽ lên một số hình ảnh của cái shop này. Sau đó nó sẽ lên địa chỉ shop này. Đấy, ấn chỉ đường một phát này nó sẽ chạy Google Maps này. Nhá. Đấy, ấn cái là nó chạy lên Google Maps luôn. Đấy. Rồi, ai muốn học Facebook thì qua bên mình nhá. Hả? Rồi. Gọi điện này. Ấn vào gọi điện một phát này nó sẽ lên này. Có muốn gọi không? Nếu mà chúng ta ấn lên điện thoại á thì nó sẽ gọi ngay cái số mà mình đang cài ở đây luôn. Đó. Đây, số nó sẽ gọi ngay này. Nếu mà mọi người ấn lên điện thoại á thì nó sẽ gọi điện luôn. Được không? Mọi người hiểu cái chỗ thêm địa chỉ map và số điện thoại thì chúng ta hãy chat là số điện thoại nhá. Số điện thoại và địa chỉ Google Maps. Chúng ta làm được không? Mọi người làm thử, làm xong thì chúng ta hãy chat nhé. Đó là điện thoại và Google Maps. Tích hợp Google Maps vào đây luôn để người ta ấy. Được chưa? Mọi người làm được chưa? Còn trong trường hợp á, mà nếu mọi người nhiều sản phẩm mà muốn nó chạy trên bot ngay được á,
thì mọi người có thể sử dụng cái tính năng này của bên em, đó là đây, tức là tích hợp một cái cửa hàng ngay ở trên bot luôn đó. Thì nếu mà trường hợp mà mình quá nhiều sản phẩm, còn không thì mình cứ làm cái cách tạo ra album cho nó nhanh. Đấy, nếu mà tích hợp thằng này thì khi mà ấn chat á, thì hệ thống nó sẽ hiểu là mình muốn tư vấn sản phẩm gì luôn. Đấy. 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 Đặt hàng là ở trên này luôn. Đó. Thì trong trường hợp mà khi mà mình có nhiều sản phẩm, mình muốn là chạy ở trên bot. Còn không thì mọi người cứ làm cái cách này là được rồi. Thì cái đó thì phải chúng ta phải chạy cái công cụ bên ngoài. Thì bên em cung cấp cái công cụ đó, nó gọi là Shopbot. Thì khi mà chúng ta làm thời trang, chúng ta cần nhiều, chúng ta mới cần cái công cụ đấy. Ok chưa? Mọi người làm xong rồi, vậy là chúng ta đã làm cùng nhau làm xong này. 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 cái. Đúng không? Cái chỗ chào mừng á, ở đây nó sẽ có một tính năng nữa, mọi người sẽ làm luôn này. Ví dụ mình muốn là nó chào từ từ á. Ví dụ mọi người sau khi mà chào này thì nó sẽ giả vờ đang chat á, thì chúng ta sẽ ấn dấu cộng ở đây này. Chúng ta sẽ chọn cái thằng này này. Đang nhập liệu này. Đấy, ví dụ 2 giây chẳng hạn. Đấy, thằng này nó lại giả vờ tiếp 2 giây chẳng hạn. Đấy. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ chạy này. Chúng ta sẽ thấy là nó sẽ không sổ ra nhiều nội dung. Mọi người làm bot thì chúng ta đừng có làm nhiều nội dung quá nhé. Đấy. Đấy, nó sẽ giả vờ nó gõ gõ cái này này. Đấy. Mình cài nhanh quá nên nó ấn nó nhanh xong rồi. Bây giờ muốn lâu hơn một chút thì kéo lâu hơn một chút này. Đấy, này, thử ấn lại này. Đấy, nó ấn nè. Bây giờ nó sẽ chat này. Mà nó lâu hơn một chút thôi. Tức là nó sẽ đi từng câu á. Mình nên viết tách nhiều cái này cho nó dễ nhìn mọi người nhé. Đừng có gộp một cục, vì nếu mà gộp một cục nó ra một cục khó nhìn lắm. Mình tách tách thành như thế này, từng câu cho nó dễ nhìn. Mỗi câu khoảng 2-3 dòng thôi. Được chưa? Mọi người làm được chỗ này chưa? Mọi người đi đâu hết rồi? Đó là nó gọi là giả lập trả lời. Rồi, bây giờ là chúng ta đã làm được 8 block rồi. Nhưng mà cái quan trọng này, mọi người nhìn lại kịch bản này. Nhìn lại kịch bản là chúng ta phải nối được các cái câu, các cái block này lại với nhau. Thì nó mới hoàn thành một cái kịch bản được. Đó. Bây giờ mọi người đã biết cách là làm block rồi. Có hình ảnh rồi, có video rồi, có slide rồi đúng không? Có nhiều ảnh rồi, có giả vờ đang trả lời rồi. Bây giờ làm sao mà nó nối lại thành một cái kịch bản hoàn chỉnh như thế này? Chúng ta sẽ làm nhé, mọi người chú ý nhé. Giờ chúng ta sẽ làm này. Đấy. Sau khi ở đây chúng ta sẽ nối ra ba cái nút này để chạy ra ba block đúng không? Rồi mọi người nhìn nhá, tập trung này. Từ bắt đầu block chào mừng khách hàng này. Đấy, chúng ta ấn ở đây này. Đấy, chúng ta gọi là hàng mới về này. Đó, và chúng ta sẽ gõ ở dưới này này. Cái tên block này, hàng mới về này. Đấy. Không phải URL này nữa mà là block. Đấy. Hàng sale này. Đúng không? Thì chúng ta sẽ gọi là hàng sale này. Đấy. Còn một cái nữa là tất cả sản phẩm. Cả sản phẩm. Rồi.
tất cả sản phẩm này. Đó, như vậy là chúng ta đã nối thành công cái block chào mừng này với ba cái block là hàng mới về này, hàng sale này và tất cả sản phẩm. Thì ở đây nó có một cái bí mật nhỏ nhỏ nhá, nếu mà mọi người muốn trang trí đẹp hơn á thì chúng ta có thể dùng cái symbol này này. Đây. Đấy, ví dụ mình muốn chèn các cái symbol này vào chẳng hạn, cái biểu tượng đó, thì chúng ta có thể dùng cái trang này và chatbot nó cũng hỗ trợ chèn biểu tượng. Đây, ví dụ bây giờ mình muốn chèn cái biểu tượng là hình con bot đi. Đúng không? Đây, ví dụ mình muốn chèn cái biểu tượng là thôi mình lấy đại biểu tượng này đi. Đấy, ví dụ như hàng mới về là nó sẽ có biểu tượng của miếng bánh này. Đấy, thằng này là hộp biểu tượng của hamburger này. Lấy đại. Thằng này là biểu tượng của cái gì biết, bình rượu đi. Rồi, chúng ta thử nghiệm nhá. Chào mừng khách hàng này, từ khi khách hàng vào này thì nó sẽ chạy này. Xin chào tinh thần đến thời trang Aladdin, mình đã chọn được bộ nào chưa? Đó, giả vờ chắc 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 đấy. Ok rồi, mọi người làm thử đi. Khi mà mình kích vào hàng mới về này đấy, thì nó sẽ chạy cái block hàng mới về mà mình đã soạn nhé. Đấy, ba cái ảnh này mình kích vào hàng sale này, đây là hàng sale này. Đấy, mình kích vào tất cả sản phẩm này. Đấy, thì nó sẽ chạy cái block tất cả sản phẩm. Đấy. Giờ, mọi người thử làm đây. Nếu mà xong, chúng ta làm xong rồi thì chúng ta hãy gõ là kết nối nhá. Đấy, chúng ta ấn vào đây này. Sau đó gọi vào block này, gọi cái tên cái block mà chúng ta muốn khi mà khách hàng ấn vào đó nó kết nối đến á. Ok, đó, ý làm rất là tốt, đã hoàn thành. Dễ không ý ơi? Quá dễ đúng không? À, cái này thì mình sẽ làm đi làm lại thôi. Tí thì mình sẽ gửi cái video cho những người học. Được không? Rồi, còn ai xong chưa? Đó. Tức là chúng ta sẽ có các bước này, chúng ta lên kịch bản này, sau đó chúng ta làm các block này, sau đó chúng ta nối bọn nó lại với nhau. Bây giờ chúng ta muốn thêm một cái nút chat với nhân viên mà nó nằm lơ lửng ở đây á, thì chúng ta có cái nút này này, trả lời nhanh này này. Đấy, chat với nhân viên cũng tương tự, chúng ta gọi là chat với nhân viên. Và đây là liên hệ này, chúng ta sẽ gõ block thêm là liên hệ. Đó, rồi chúng ta chạy thử này. Nó giả lập trả lời cho nó giống con người. Đấy. Bây giờ có hai nút chat nhân viên và liên hệ này, cái này gọi là trả lời nhanh á, nút á. Chat với nhân viên này. Đấy, xin chào chị Trần, em là Cương Bích, nhân viên hỗ trợ khách hàng shop. Mình có thể giúp được gì? Đúng không? Nhưng mà nó hơi nhanh đúng không?
hơi nhanh thì làm cho nó chậm lại. Đây, làm 5 giây đi. Được chưa? Ví dụ bên dưới chỗ liên hệ này đúng không? Mình cũng muốn là có cái nút chat với nhân viên đi. Chat với nhân viên. Thì chat với nhân viên, gọi tên nó lên. Này ghi địa chỉ vào đây này, để nối với địa chỉ này. Để gọi địa chỉ cửa hàng. Rồi, chạy thử nhá. Vậy không gì bằng. Đấy, Trần có thể liên hệ qua đây này. Đấy, ấn ấn chat với nhân viên này. Đấy, nó đang cọc 5 giây. Nhìn cho nó thật. Được chưa? Ok, rồi. Rồi mọi người làm đi. Làm xong thì chúng ta gõ là kết nối nhá. Đó là cách kết nối các cái block này với nhau. Đấy, chúng ta cùng làm tương tự với tất cả sản phẩm như vậy. Đấy. Đây là có rồi. Địa chỉ cửa hàng đúng không? Chỉ đường gọi điện rồi. Đấy. Làm cái nút quay lại nữa chẳng hạn. Quay lại chẳng hạn. Đấy. Quay lại về chào mừng đi. Đó. Quá dễ. Thằng sale chẳng hạn. Đấy. Mình chọn được màu nào. Ừ. Thì cho shop nhé. Đấy. Giả lập. Năm giây. Tự nhiên có ai đặt theo cái tên của mình đấy trời. Hồ Cương gửi tất cả mọi người. Đấy, như vậy là chúng ta đã làm xong cái kịch bản bán hàng đơn giản. Đó, có giới thiệu sản phẩm, đúng không? Giới thiệu về cửa hàng nữa, chúng ta thích làm giới thiệu này này. Về chúng tôi chẳng hạn. Về chúng tôi. Đấy. Đấy. Cung cấp dịch vụ chatbot từ A đến Z. Đó. Sau đó có một cái hình ảnh gì đó đại loại như vậy. Đấy. Thì cái phần liên hệ này, nếu mà họ thích tìm hiểu nữa này, chúng ta sẽ quay về liên hệ này. Đấy. Về chúng tôi. Chúng tôi. Đấy. Về chúng tôi. Rồi. Xong con ông. Được không? Mọi người làm đi nha. À, inbox à? À, ý ơi, em có thể gửi cái đường link đó lên cho mọi người test này. Em lấy đây này, link bot đây này. Đấy, bởi vì cái này thì đúng rồi, đây test bài luôn nhá. Mình test cái của ý là làm trong khoa học nhá. Mình bắt đầu này. Nói chung là mọi người biết làm là được. Rồi. Đang có hình như là cái chưa chạy được. Ai làm được rồi mọi người đưa cái link lên đây xem nào. Đấy. Đấy, xin chào Trần này, mình là Mai nhân viên này. Đấy,
Click me này chưa ra cái gì à? Nói chung là ok, nên làm vậy là được. Nhưng mà ở đây thì mình đang chưa kết nối cái con bot của mình vào. Ở đây đúng rồi, ở đây này. Đấy. Cái này là ý làm. Đấy. Này giờ mình ở đây mình nói lại một chút nhá. Do là mình đang làm test á nên là tất cả các phần này này thì mình chưa kết nối với bot đâu. Mình khách hàng vào nó là chưa chạy đâu. Ở đây là mình đang chạy với nhau thôi. Thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho mọi người. Ok, rất làm tốt đấy. Về tí nữa sửa lại cho nó đẹp là được. Ồ. Rất là tốt. Đó. Ok. Học một buổi online mà làm thế này là quá tốt. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người kết nối cái thằng này vào con bot nhá. Thì chúng ta để ý nhé, chúng ta sẽ quay về cái blog chào mừng này. Đấy, đây là blog chào mừng. Là trong lúc này giờ là chúng ta đang làm con bot nên là mình để cái như thế này thôi. Đấy. Xóa cái này đi. Rồi, đây là chỗ này là chào mừng nhá. Bây giờ chúng ta sẽ khó hơn một chút nữa để kết nối cái hệ thống này chúng ta đang làm này này vào con bot này. Chúng ta sẽ chọn này. Mọi người thấy cái chỗ hình tím tím đấy không? Đấy. Chúng ta chạy cho khách hàng chạy qua chào mừng. Chào mừng khách hàng. Đấy. Rồi. Thì như vậy á là tất cả những khách hàng này bây giờ chúng ta sẽ thử lại coi là chúng ta đã làm được những cái gì này. Đúng chưa? Đây, bây giờ chúng ta sẽ thử làm lại nhá. Đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xóa hết nhá. Xóa này, xóa cái lịch sử chat này. Thì chúng ta đóng vai là một khách hàng đi. Đấy. Thì khi chúng ta vào trang đi đúng không? Khách hàng sẽ ấn nút gửi tin nhắn này. Đấy, như mình ấn nút thử nghiệm cái nút này. Đây, liên hệ này. Gửi tin nhắn này. Đấy. Đây là một khách hàng bình thường nhá. À, chúng ta ấn vào bắt đầu này. Dạ, mọi người thấy không? Nó này, xin chào Trần ghé thăm cửa hàng này, mình đã chọn được mẫu nào chưa này? Đấy. Nếu gửi có rồi thì gửi hình cho shop này. Đây là những cái gì chúng ta đã làm á, chúng ta đã làm được á. Và bớt thì khỏi đời. Đấy. Vào hàng sale này. Đấy, giả vờ giả lập gõ cọc cọc cọc. Đấy, giờ vào tất cả sản phẩm này. Ừ. Đấy. Dễ không? Được không? Mọi người hiểu cách chưa? Tức là này giờ mình đang làm á thì mình không muốn kết nối vào đây, bởi vì làm chưa xong thì mình không muốn là làm phiền khách hàng. Còn ví dụ bây giờ mình muốn là đi làm lại tiếp thì mình xóa cái này đi. Đấy, nó xin chào thôi, mình đã ghé thăm cửa hàng ấy, đến đây là nó ngừng chạy, nó không đi kết nối qua đây. Đấy, và trong này mình đi làm tiếp thoải mái. Còn nếu mà làm xong rồi nhá thì chúng ta kết nối này. Đấy, gõ cái blog là chào mừng khách hàng này. Mục đích là làm gì? Khi mà nó đến đây rồi thì nó sẽ tiếp tục chạy cái blog tiếp theo là cái chào mừng. Thì cái blog này thì sau này nó có ở cái phần mà nó nâng cao hơn nữa thì nó nhiều chức năng hơn nữa. Ví dụ như là lọc giới tính hay là lọc đã mua hàng hay chưa hay là đã mua bao nhiêu hàng. Nhưng mà từ từ đã, mọi người cứ làm được những cái đơn giản trước đã. Đó.
Rồi, bây giờ mọi người vào cái chỗ chào mừng nhá, và mọi người lấy cái đường link ở đây này. Đấy. Bật xanh lên này. Đăng và gửi lên đây cho mình nhá. Ai là làm được rồi nhá. Ai đã làm được rồi thì phải bật xanh lên và đưa cái link. Rồi, ok. Đây là cái của Ý. Ok, làm rất là tốt. Rồi, còn ai đã làm được nữa xem nào. Chat với nhân viên. Đấy, nhân viên chăm sóc, mình có thể giúp gì cho bạn. Đấy, vậy thôi. Làm như vậy là quá tốt rồi. Đây chưa có ảnh đúng không? Thêm file ảnh vào thôi. Thêm link album vào. Rồi, còn ai nữa mọi người gửi link xem nào. Hết rồi mọi người. À, có chứ. Cái này anh ấn rồi nên là bây giờ nó không còn nữa đấy. Cái này anh ấn lúc đầu là có. Khi mà ấn rồi nó sẽ tự tắt. Đấy. Những cái này thì chèn link vào. Mọi người làm được không? Gửi cái đường link của mình lên xem nào. Sao mọi người không 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 làm được hay là như thế nào? Đấy là nó khó chỗ nào á? Thì mọi người có thể gõ. Được không? Mọi người đâu hết rồi? Đấy. Như vậy là chúng ta đã xong cái kịch bản bán hàng. Mọi người có muốn học cái thằng kịch bản chăm sóc không? Cái này thì khả năng thì mình sẽ chia sẻ tiếp với mọi người buổi thứ ba, thứ năm nữa. Nhưng mà
Những ai có làm bài tập thì mình sẽ gửi cái đường link, cái mã ID vào lớp. Và mọi người làm bài tập, ít nhất là mọi người phải có cái kịch bản bán hàng. Đó. Kịch bản bán hàng và kịch bản chăm sóc khách hàng sau mua làm được và gửi link cho mình trong bot. Thì mình sẽ gửi cái ID cho mọi người. Còn nếu mà mọi người không có làm thì mình chỉ chia sẻ cho những người làm thôi. Ví dụ ở đây hiện tại chỉ có ý làm được thôi. Bởi vì nếu mà mọi người không làm được cái cơ bản á, thì mọi người làm những cái cao hơn cũng không có ý nghĩa gì cả. Chỉ mất công thôi. Thì khi đấy lớp càng ít thì càng tốt. Mình sẽ hỗ trợ cho mọi người tốt hơn. Nó sẽ vào thứ 3 tuần sau. Thứ 3 tuần sau. Tức là mọi người phải làm được, mọi người phải gửi được cái link như là cái link của ý này, chào khách hàng vào đây này, để mọi người thực hành được những cái gì đã học á ở cái buổi hôm nay á, thì chúng ta sẽ vào lớp tiếp. Không thì mình chỉ dạy chia sẻ cho những cái người mà họ thực sự làm thôi. Rồi, ok, mình nói tiếp nhanh về cái thằng kịch bản chăm sóc khách hàng luôn nhá. Cái này thì mọi người chúng ta sẽ quay trở lại kịch bản chăm sóc khách hàng này, đúng không? Ví dụ chăm sóc khách hàng đã mua một chai đi, được chưa? Dễ nhất nhá, mua một chai này, sau một ngày này, sau ba ngày này, sau tiếp nữa thì gửi này, được chưa? Mọi người muốn chúng ta hãy chat là kịch bản chăm sóc khách hàng nhé. Làm sao để thiết lập kịch bản sau, hãy chat là kịch bản chăm sóc khách hàng, thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người kịch bản chăm sóc khách hàng. Rồi, chăm sóc khách hàng. Ok. Rồi, thì để làm kịch bản chăm sóc khách hàng thì chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ ở đây chúng ta vào cái chỗ này này, thêm một cái chăm sóc này. Chọn cái chăm sóc này. Cái này tiếng Anh mình đọc hơi tệ. Anh ấy đọc là mọi người cứ hiểu luồng chăm sóc nên mình hay đọc là sequence nhưng mà nó không đúng đâu. Đó, mình sẽ ghi tên này là khách hàng mua một sản phẩm đi. Thôi mình làm cái đơn giản thôi, khách hàng đã mua sản phẩm đi. Đấy. Rồi. Chúng ta sẽ kích vào đây này. Đấy. Cái này là mình sẽ gõ này là cảm ơn này. Đấy. Cảm ơn chị em đã mua hàng bên hàng của shop hàng của mình sẽ được ship đến tận nhà trong 3 đến 5 ngày. Đấy. Đó là cảm ơn. Sau cảm ơn thì là sẽ hỏi thăm nhận được hàng chưa. Đó. Mình đã nhận được hàng chưa. Đấy, mình sẽ thiết lập trả lời nhanh luôn là có đã nhận và chưa nhận. Ok. Đấy, nếu mà đã nhận rồi. Dạ. Mình xem, mình nhớ lưu ý đại loại gì đấy, nhớ lưu ý cách dùng này. Ừ.
Ấn vào đây, mọi người chú ý nhé, bởi vì nếu mọi người không chú ý hỏi đi hỏi lại thì rất là lâu. Đây, mọi người nhấn chọn này, thêm này, chọn thêm đây này, nó sẽ ra cái này. Còn cái này nếu ai mà chưa làm được nữa thì chúng ta hãy xem lại video. Rồi, thấy chưa? Nhưng mà nếu mà chưa nhận á thì mình sẽ phải trả lời khác đúng không? Không thể mà nhận mới chưa nhận thì được. Thì mình sẽ tạo một group nữa. Group này. Đấy, group là group về bán hàng chẳng hạn. Ok. Thì mình sẽ tạo block là chưa nhận được hàng. Ok. Thì nó sẽ rồi cái đó thì là ở cái buổi thứ ba, nếu mà ai làm bài tập thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cái đó. Cái này vào thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách nó chạy vào thôi, chứ còn vào mà kết nối bên ngoài thì nó phức tạp hơn nữa. Còn tí nữa mình sẽ hướng dẫn cái câu hỏi của Redmi 3 này, tức là làm sao để biết là ai mua hay chưa mua thì sẽ hướng dẫn cái đó. Nhưng mà nó là phải bắt khách hàng click, còn cái cách mình gắn thẻ thì nó ở nếu mà ngoài phải dùng công cụ. Chúng ta học xong cái kịch bản này đó. Mình cho em xin lại chẳng hạn. Mà đơn hàng hoặc số điện thoại ạ. Chị vui lòng chờ bên em kiểm tra lại ạ. Thành thật xin lỗi. Ok. Đấy. Rồi. Tiếp theo nếu mà nó nhận được hàng rồi á thì nó sẽ mình sẽ hỏi thăm khách hàng. Đấy. Đấy, mình dùng sản phẩm thấy như thế nào ạ? Ví dụ vậy thôi nhá. Sau đó thì tiếp nữa thì mình sẽ chào bán lần một chẳng hạn. Ok. Chị yêu ơi, bên em mới về sản phẩm mới à. Đó, ví dụ vậy. Đó. Cái này làm cho nó đẹp thì mọi người làm sau nhá. Mình sẽ hướng dẫn cái câu mà Remy 3 hỏi này này. Đấy. Thì chúng ta sẽ có chỗ cài đặt thời gian này. Là sau bao nhiêu lâu này. Ví dụ bây giờ nhà là sau ngay lập tức là cảm ơn này. Đấy. Sau sau 5 ngày chẳng hạn là hỏi nhận được chưa này. Đấy. Hỏi thăm là sau 7 ngày này. 5-7 ngày là tùy mọi người và tùy ngành hàng nhé. Và sau 15 ngày thì mình muốn bán lại. Đó, thì như vậy là chúng ta có 1, 2, 3, 4. Được không? Mọi người hiểu cách làm cái này chưa? Hiểu cái chuỗi chăm sóc này, nó có này. Đầu tiên ngay lập tức là nó cảm ơn này. Tiếp theo là hỏi nhận hàng hay chưa sau 5 ngày này. Sau 7 ngày sau nhé, sau 7 ngày sau của 5 ngày này thì sẽ hỏi thăm khách hàng. Đấy, hỏi là đã dùng chưa hay là như thế nào đó. Nếu mà chưa dùng hay chưa dùng, dùng hay chưa dùng thì chúng ta làm thêm các blog nữa. Tiếp là sau 15 ngày này thì sẽ chào sản phẩm này. Đấy. Sau 15 này chào lần 2 này. Đấy. Tri ân khách hàng. Đấy. Đấy. Một em có một quà chấm để làm sao cho Facebook nó không hiểu được quà chấm cách quà đi rồi chị hạ mình có muốn nhận không. Ok đấy. Hỏi chứ. Phần quà
là giá 50%. Đấy, sau đó đưa hình ảnh sản phẩm, gọi hình ảnh làm đại này đi. Rồi, ok. Mọi người làm được cái này thì chúng ta hãy chắc là chăm sóc khách hàng nhá, kịch bản chăm sóc khách hàng nhá. Nếu mà nhiều đối tượng khách hàng chúng ta làm tương tự, chúng ta tạo nhiều group cho nhiều khách hàng. Đấy. Đấy, hoặc là chúng ta nhân bản này, copy này. Đấy, nhân bản ra luôn được này. Đây đây là khách hàng đã mua sản phẩm B này. Đấy. Đấy, đây là sản phẩm A này, sản phẩm B thì nó cùng cảm ơn. Nó hỏi nhận được hàng chưa, nó hỏi thăm. Nhưng mà là hỏi thăm của sản phẩm B. B, đấy. Đấy. Rồi cái này thì nó cũng tương tự nhưng mà chào sản phẩm khác. Được không? Đấy, cho cái thằng bán hàng này nó lên trên đi. Đấy, chưa nhận được hàng này. Hay là chúng ta sẽ phải làm cái nữa là phản hồi tệ này. Đấy. Em xin lỗi. Đấy, ví dụ vậy, nếu là phản hồi tệ. Được không? Đó là cái kịch bản này mọi người phải tự làm nhé, theo từng ngành hàng và theo từng thời gian thì sau này chúng ta phải đo lại nữa mà. Xem thử khách hàng nó kích hay là khách hàng có đọc không nữa. Đó. Đấy. Lời chào hai sau 15 ngày nữa. Ví dụ như là 15 ngày hoặc là nếu mà khách hàng khó tính thì là 30 ngày sau với chào. Được không? Nếu mà nó bảo không này, không nhé này, thì đây phải tạo block là không nhận này. Cái này thực chất là kết nối với nhau thôi. Lần sau ủng hộ shop nhé chị. Đấy, tức là khi mà chào lần 1 á, chào lần 2 á, đúng không? Mà nó không á, thì nó chạy vào lúc không, không nhận này. Đó, mà có thì nó đi xuống. Nó gọi là cái chuỗi chăm sóc khách hàng. Được không mọi người? Mọi người vướng chỗ nào thì nói lại nhá. Giờ thì mọi người có thể hỏi được. Còn làm chi tiết thì mọi người phải làm kịch bản từ hôm trước rồi. Thì hôm nay nó ráp vào thôi. Đây là mình đang hướng dẫn cách làm thôi. Thì chúng ta làm cho nhanh để chúng ta biết cách làm. Và nếu mà vướng chúng ta hỏi luôn. Chứ đừng có cố soạn cho xong cái đúng câu của mình. Bởi vì cái này thì là hoàn thành hơn hoàn hảo mà. Chứ nếu mà chúng ta làm cho nó hoàn hảo thì chưa biết bao giờ cho nó xong. Được không mọi người? Mọi người đi đâu hết rồi? Đó gọi là kịch bản, ráp kịch bản chăm sóc khách hàng. Rồi, thì ở đây cái anh hay chị Remy Ba này hỏi làm sao để mà biết khách hàng mua hay chưa mua. Thì mua hay chưa mua thì nó phải có cái dữ liệu từ bên ngoài. Là mua hay chưa mua thì chúng ta mới tiến hành gắn thẻ được. Thì chúng ta sẽ nói hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là mọi người đã trả tiền cho Chatfield.
Ví dụ như cái tài khoản này là tài khoản trả tiền. Tức là nếu mọi người trả tiền cho chat view nhé thì nó gắn nó dễ. Đây ví dụ tài khoản trả tiền này. Đây là bản pro này. Rồi, xin lỗi mọi người do nó xin lỗi mọi người nhé là do cái mạng nó bị lỗi một chút. Rồi. Rồi thì ví dụ nếu mà chúng ta là cái bản trả tiền nhé, mình nhắc lại nếu mọi người là bản trả tiền này thì nó sẽ có cái tab này này để mà gắn thẻ khách hàng. Ví dụ chẳng hạn mình thấy cái bạn này, bạn là đại lý này, chẳng hạn là khách hàng đã mua hàng rồi thì mình có thể gắn thẻ đây, gắn này và hủy thẻ này, gắn thẻ này, đấy là đã mua hàng chẳng hạn, đã là học viên chẳng hạn, đấy. Hoặc là gì đấy mình có thể gắn, ví dụ gắn vào thẻ này, subscribe, đấy thì bạn này sẽ lập tức nó sẽ chạy cái chương trình chăm sóc. Nhưng mà nếu chúng ta không trả tiền thì chúng ta không làm được như vậy, được không? Vậy thì chúng ta không trả tiền thì chúng ta sẽ làm cái cách không trả tiền nhá. Rồi, không trả tiền thì chúng ta làm thế nào để chạy được cái này? Thì nó một phần đó chúng ta sẽ kiểm tiếp theo đó là kịch bản thu hút. Đây. Tặng mà 5% chẳng hạn, ok. Rồi thì cảm ơn Fitname đã trở thành khách hàng đó. Chúng tôi giảm 5% đơn hàng tiếp theo đó, thấy chưa? Đó đây chờ ví dụ vậy cho 50% luôn. Rồi, mọi người theo dõi kịp không? Mọi người thấy lại chưa? Nên chúng ta tạo một cái kịch bản thu hút nhé. Rồi, sau đó, bây giờ chúng ta sẽ chú ý cái đoạn này này. Chúng ta vào ấn, chúng ta ấn thêm này. Đấy, chúng ta sẽ chọn ở dưới này này. Chọn ở dưới này mọi người này. Thêm vào cái luồng chăm sóc này. Đấy. Và chọn cái luồng là khách hàng đã mua sản phẩm này. Đấy. Rồi. Đây là trong trường hợp chúng ta không trả phí nhé. Đấy. Rồi. Mình ấn là
Sau 5 giây đi. Phút đi. Chẳng hạn, cái này là sau 5 giây nhá. 5 giây đi. Ok. Sau bây giờ mình sẽ đây đi. Đây đâu. Rồi. Ví dụ mình ví dụ mọi người nhá, là khi khách hàng vào cái thu hút này thì mình sẽ gắn họ vào cái chuỗi chăm sóc này. Này mình làm lại chỗ này cho mọi người dễ hình dung này. Mọi người vào cộng này. Chúng ta gắn họ vào chuỗi chăm sóc này. Đó, đã mua sản phẩm này. Đấy. Và nếu mà chúng ta có cái chuỗi níu kéo mà chúng ta làm ở trước đó, níu kéo, ví dụ mình nói đây là níu kéo này. Níu kéo này. Thì sau ví dụ sau 1 giờ chẳng hạn hỏi chị đã chọn được sản phẩm nào chưa ạ? Đấy. Sau 3 ngày chẳng hạn. Đấy. Cho ưu đãi ạ. Đấy. Thì níu kéo là gì? Nó không mua hàng thì chúng ta níu kéo, nhưng mà nó đã mua hàng rồi đó, thì chúng ta thêm nó vào chuỗi là đã mua hàng này và xóa khỏi này, xóa này mọi người này, thoát khỏi này, thoát khỏi chuỗi níu kéo đi, tức là đừng có níu kéo nó nữa. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ kích cái link này lên. Đấy. Và chúng ta gửi cho khách hàng, mọi người thử nghiệm nhé. Mọi người vào thử đi. Thì khi mà khách hàng kích vào đường link đó thì nó sẽ được hiểu là khách hàng là đã là khách hàng rồi và không níu kéo nữa. Đấy, níu kéo là gì? Ví dụ nó vào cái chỗ chào mừng khách hàng đến với hệ thống này chẳng hạn. Đấy. Rồi, mình sẽ thêm cái níu kéo vào đây luôn. Níu kéo này. À không 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 đặt được níu kéo ở đây. Đặt nó bị không được, chúng ta phải đặt ở trên này, này trên đầu này. Đấy, níu kéo tức là bất cứ ai vào trang thì đều níu kéo. Níu kéo. Đó, chạy kịch bản níu kéo, bất cứ ai vào cũng níu kéo hết. Nhưng mà nếu mà khi mà chúng ta xác định là mua hàng rồi, chúng ta tặng nó cái mã 5% để xác định. Ở đây trong trường hợp mình nói là không có cái gọi là, bởi vì mình không có cái tab này, tab này nó đang là bản quyền thì mới được này. Còn có một công cụ để hỗ trợ mọi người gắn nữa, nhưng mà mình sẽ chia sẻ ở cái buổi tiếp theo dành cho những người làm bài tập chăm chỉ thì mọi người sẽ đỡ vất vả hơn, được không? Rồi, mọi người thử cái đường link đi. Mọi người thử cái đường link nhá. Thử một phát thì mọi người sẽ thấy là 5 giây sau nó sẽ chăm sóc ngay. Đây, mình sẽ coi thử nó là chăm sóc mọi người chưa. Đây mọi người thấy không? Đấy, mình đã nhận được hàng chưa này. Đấy. Mình nhớ lưu ý cách dùng này, đấy, nó lập tức chăm sóc hàng loạt luôn này. Thì mình như mình đang cài đây là cái ấy. Cái nó chạy nhanh quá. Mình đang cài cho mọi người hiểu thôi, nên là sau 1 phút thì đã là cảm ơn 2 rồi. Nó chạy quá nhanh. Đấy, thì hệ thống nó sẽ, sau khi mà nó sẽ chạy này. À đúng rồi, bởi vì đang cài chăm sóc ngay mà đây này, đang cài sau 5 giây là chăm sóc này. Đấy.
mình được nhận được hàng chưa? Đó, quên, chưa nhận thế này, chúng ta chưa chưa gắn chỗ là chưa nhận, chưa nhận được hàng. Đấy, thì nó mới chạy cái thằng chưa nhận. Đấy, ví dụ như cái này sau 1 phút chẳng hạn. Đấy, sau 7 phút chẳng hạn nó sẽ chạy. Đây là 3 phút chẳng hạn nó sẽ chạy. Được chưa? Còn chúng ta muốn tắt á, thì chúng ta ấn vào đây. Chúng ta tắt nó đi. Đấy, tắt thì nó sẽ lên màu đỏ như thế này. Ừ. Dạ, dễ không mọi người? Như kéo này, đấy, hỏi hỏi han này. Ưu đãi này. Một này. Như kéo phát nữa này. Đấy. Ví dụ vậy. Nếu lần 2. Ok. Mọi người đã hiểu cách chạy chưa? Đấy, nó bắt đầu chăm sóc hết rồi này. Đó. Thì do đây mình cài nó quá nhanh nên nó bị như vậy. Do mình cài nhanh, còn chúng ta cài thì chúng ta phải làm lại nhá, chúng ta không không được làm theo như vậy đâu. Chỉ mình chỉ cài nhanh như thế này để nó để mọi người biết thôi, biết là à nó có thể chăm sóc tự động được như vậy đó. Đây nó báo này là có 7 người này, tỷ lệ đọc là 85% này, tỷ lệ click là 71% này. Thì như vậy sau này chúng ta sẽ đo lường lại được rồi. Ok, thì như vậy thì mình đã chia sẻ xong cho mọi người cách làm kịch bản bán hàng này, kịch bản cách ráp nhé, cái kịch bản bán hàng này, kịch bản chăm sóc này, kịch bản níu kéo này, rồi là kịch bản thu hút này, thu hút ví dụ như thế này này, để nó vào này, đó chúng ta sẽ gửi đường link cho họ. Còn ngoài ra thì khi mà họ vào bot thì chúng ta có một cái công cụ nữa để phân loại khách hàng nữa, thì mình có viết ở trên cái cộng đồng chatbot rồi á, thì mọi người có thể lên đó mọi người đọc lại. Hoặc là thứ ba thì mình sẽ hướng dẫn lại, nhưng mà mọi người phải kích hoạt sản phẩm. Mọi người mình sẽ tìm lại, mình sẽ gửi sau. Đấy, vào nhầm cái rồi. Đây, mọi người vào cái cộng đồng chatbot. À, bên mạng nhà mình thì nó đang chập chờn, mình đang phải phát 3G. Đấy, thì mình sẽ ghim lên cái bài ở trên này cho mọi người nhé, cho mọi người dễ theo dõi nhé. Rồi, ok mọi người, như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái mục tiêu buổi thứ hai, đó là kịch bản này, chăm sóc này, thu hút này, luồng chăm sóc này. Đó, nhưng mà cái gắn thẻ này thì sẽ làm ở cái buổi tiếp theo, bởi vì cái đó thì đó bắt đầu nó phức tạp hơn rồi. Thì cái buổi tiếp theo của chúng ta nó dự tính á, thì nó sẽ vào thứ ba, nó sẽ vào tầm khoảng 8 giờ rưỡi đi. 8 giờ thì mình thấy hơi sớm, nhưng mọi người về nó cũng hơi hơi ấy. Thì tầm 8 rưỡi có gì thì mình sẽ báo cho mọi người, nhưng mà tầm đấy mình tầm 8 rưỡi đi được không mọi người? Nhưng mà sớm đi á, phần thì sớm thì phần 8 giờ. Viral thì cũng sẽ nói ở buổi sau luôn, bởi vì cái buổi hôm nay thì chúng ta đã hoàn thành cái mục tiêu rồi. Bây giờ nói viral thì chỉ có một vài người hiểu được thôi, còn lại chả ai hiểu cả. Thì ở đây nhá, thì mình lưu ý là cái buổi thứ ba thì mình chỉ gửi cái ID hoặc là cái pass vào lớp dành cho những cái người mà gửi lại mình ít nhất là có cái kịch bản bán hàng. Đó, mọi người lấy cái đường link ở đây này. Đấy, ví dụ mình làm xong cái kịch bản
demo hay gì đó cũng được, nhưng nó phải có. Đấy, ít nhất là phải có hàng nó 1, 2, 3, 4 những block cái này. Mọi người lấy cái đường link và mọi người gửi gửi qua. Cách mà dùng một lần thì chúng ta cũng để ở chương trình sau luôn, thì nó sẽ là cao hơn, tức là nó sẽ tùy biến con bot hơn. Mọi người có những yêu cầu, những ứng dụng nó cụ thể hơn, nó chỉ dành cho mọi người khi mà mọi người làm bài tập đầy đủ. Đấy, mọi người sẽ gửi cái đường link này cho mình. Thì sau khi mà nhận được cái đường link này á, thì mình sẽ check. Sau khi mà check xong á, thì mình sẽ gửi cái ID của cái lớp để mọi người vào lớp. Thì ai làm bài tập thì vào, bởi vì ai không làm thì nó mọi người không thể học ở cái buổi số 3 được, bởi vì nó phức tạp hơn và nó nhanh hơn nhiều cái này. Thì chúng ta không không nói lại những cái thao tác cơ bản này nữa. Thì đấy là cái tư duy sử dụng này, tư duy ứng dụng nữa rồi, lớn hơn nữa rồi. Rồi, ok. Trong cái buổi số 2 này thì mọi người có câu hỏi gì nữa không? Chúng ta đã biết cách làm kịch bản bán hàng này, kịch bản chăm sóc này, kịch bản níu kéo, kịch bản thu hút. Hả? Mọi người biết ráp hết rồi đấy. Vào phều, ra phều. Đó. Là mọi người biết hết rồi đấy. Được không? Rồi. Mọi người có câu hỏi gì liên quan đến cái buổi số 2 không? Còn qua buổi số 3 thì chúng ta sẽ học những cái phức tạp hơn, ví dụ mà dùng một lần hay là game thu hút hay là công cụ hỗ trợ để này, công cụ hỗ trợ chúng ta có gắn thẻ khách hàng này, shop bot, for bot, kết nối ads. Đấy. Rồi là cái AI nữa. Cách mà một lần thì nó không, trong cái buổi học này chúng ta chưa chưa nói, chúng ta chưa có tạo mã hay gì gì dùng một lần như thế nào hết á. Thì chúng ta sẽ mấy cái đó thì chúng ta sẽ nói ở buổi số 3. Và chúng ta cùng, nếu mà mọi người đi học muộn giờ thì phải cùng chấp nhận thôi. Mình tại sao mình không làm livestream là như vậy á, bởi vì mọi người vào lôm nhôm lắm. Mình không thích làm livestream thì nó đông người hơn, nhưng mà lồm nhồm rốt cuộc chả ai làm được cái gì hết á. Còn cái này thì chúng ta phải có giờ rồi, chúng ta đi đúng giờ, chúng ta đi muộn thì chúng ta chịu thôi, không chúng ta sẽ không xử lý lại, chúng ta phải tự xem lại thôi. Ok, mọi người có câu hỏi gì thì chúng ta đặt câu hỏi nhá. Còn nhắc lại là chúng ta sẽ được, ok, lịch học của mình nó sẽ lịch lịch học thứ ba tuần sau, sau 20 giờ đó, và dành cho ai có ít nhất kịch bản bán hàng gửi về fanpage Superbot. Ok, thì sẽ gửi ID, nhắn tin đăng ký không chứa nội dung khuyến mãi. Ok, cái này nói luôn để mọi người làm nó tránh bị vướng. Trong cái quy định của Facebook á, thì khi mà chúng ta nhắn tin á, không phải là chúng ta được nhắn lộn xộn đâu. Chúng ta nhắn á, ở đây mọi người nhìn cái chỗ này này, mình thấy chào bạn chăm sóc này đúng không? Thì nếu mà chúng ta nói về sản phẩm mới á, thì nó sẽ không phạt. Nhưng mà nếu như mà chúng ta nói về là tặng quà hay là khuyến mãi giảm giá khi mà lâu lắm rồi khách hàng họ không tương tác, tức là Facebook nó có quy định là trong 24 giờ khi mà khách hàng tương tác với trang á, thì trang được phép gửi cái khuyến mãi giảm giá ưu đãi. Còn ngoài ra á, thì sau đó thì chúng ta không được phép gửi. Nếu mà gửi thì Facebook nó sẽ hạn chế, nó không cho đi. Đây là ví dụ mình viết thế này: tri ân bọn em có một món quà thì để cho Facebook nó không đọc được, và mình có muốn nhận không thì họ ấn có chứ, tức là sau khi có chứ là họ đã tương tác với trang rồi thì mình được phép gửi mã giảm giá. Nên là ví dụ mình cho đó là về cái cách làm kịch bản thôi, để làm sao để bắt buộc họ phải tương tác thì chúng ta sẽ được gửi quyền gửi mã giảm giá, chúng ta làm đúng luật.
nha. À. À, còn một cái nữa thì để nói cho mọi người luôn, để mọi người dùng, đó là nhắn tin lại cho tất cả khách hàng. Đây, chúng ta vào đây này. Đấy, ra chọn dấu cộng này. Đấy, ví dụ ở đây tất cả đây đang có 8 người này. Đấy, chúng ta soạn tin nhắn này. Hello, hello mọi người về nhà làm bài tập. Đó. Tiếp theo vào thứ ba chẳng hạn. Ok, đấy. Đấy có 8 người này. Còn cái này thì nó phức tạp hơn nữa là về phân loại gì gì nữa thì sau này đấy, gửi theo nhóm này. Ví dụ gửi theo sẽ quần những cái người mà mới mua sản phẩm này. Đã mua này có 7 người này. Đó. Đấy, chúng ta ấn gửi này. Thứ ba. Đó, ok gửi. Dạ. Đã gửi. Dạ, yeah, mọi người nhận lại được tin chưa? Chờ một chút. Đấy, đấy, hello mọi người về làm bài tập. Đó, đó là cách chúng ta nhắn tin lại. Ngoài ra những cái này nó phức tạp hơn nữa thì chúng ta sẽ ở cái buổi sau chúng ta làm được những cái cơ bản đã. Ví dụ như là gài điều kiện nhắn tin hay là lên lịch nhắn tin hay là nhắn tin theo phân loại. Từng đối tượng nhắn tin theo mức độ quan tâm nó rất là nhiều. Đó. À, còn cái này nữa hướng dẫn cho mọi người nốt luôn. Cái menu ở trên bot á. Cho nó xong cái nội dung buổi 2 đi. Đó, mọi người thấy nó đau đầu quá, mọi người sau này xem lại video. Chúng ta vào đây này. Đấy. Và chúng ta sẽ thêm menu ở đây này. Đấy. Ví dụ như là xem sản phẩm này. Đấy, chúng ta gọi là tất cả sản phẩm này. À, rồi là khuyến mãi này. Đấy, chúng ta gọi là khuyến mãi này. Những cái block chúng ta tạo sẵn đó. Và chúng ta làm được ba cái thôi. Liên hệ. Đấy, chúng ta gọi liên hệ. Thì hiện tại á, thì nó có cái sụp ở đây nhưng mà Facebook chuẩn bị nó ngắt rồi nên mình không hướng dẫn nữa. Qua ngày 15 tháng 7 đây thì nó sẽ không dùng. Chúng ta sẽ dùng ba cái này thôi. Đấy, thì cái này nó sẽ chạy ở đây này. Ta xóa nhé, xóa để chạy lại cho nó có nhé. Thử nghiệm nút này. Đấy, bắt đầu này. Đấy, bây giờ mọi người sẽ thấy cái menu nó nằm ở bên rồi này. Đấy. À, đây bên này thì nó sẽ không 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 thấy cái menu nhưng mà ở ngoài này. Đấy, mọi người ấn vào cái ba vạch này này. Đấy. Thì đây là menu bot. Menu bot, đấy, ấn xem tất cả sản phẩm nó sẽ chạy cái block. Đó. Đấy. Ấn liên hệ này. Cái này trên giao diện điện thoại anh sẽ thấy. Đấy, hoặc là khuyến mãi này. Ừ. Đấy, đấy là menu bot. Trong cái mà đợt trước buổi 1 đã nhắc với mọi người làm á thì chúng ta sẽ vào đây và chúng ta phải kích cái xanh này, tức là cho phép người dùng nhập liệu này. Đấy. Đó. Nó nằm ở đây là cài menu. Đấy, menu thì có thể là có block hoặc là đây, còn cái này thì Facebook nó sắp cấm rồi mình không hướng dẫn nữa. Chỉ ở đây thôi. Ừ. À, không phải là họ lách luật đâu nhưng mà họ cố tình á,
họ cố tình nhắn ấy, nhưng mà những cái gì mọi người cố tình mà Facebook nó phát hiện được á thì nó sẽ chặn cái quyền nhắn tin của Trang ấy. Khi đấy thì ôm mặt khóc luôn. Nên là chúng ta làm gì cũng phải làm theo luật, và không chúng ta cũng phải lách được luật. Lách luật đi rồi hãy làm nhá, đừng có cắm đầu cắm cổ. Chúng ta biết trước cái rủi ro thì chúng ta phải xử lý cái chuyện đó rồi chúng ta mới làm. Còn chúng ta đừng có làm may rủi. May rủi lỡ mà ví dụ bây giờ mình có 10.000 khách hàng mà Facebook nó chặn nhắn tin khi mà mình vi phạm quá nhiều lần cái quy định của nó, thì khi đó thì nó rất là phiền. Nên chúng ta làm chăm sóc khách hàng thì chúng ta phải làm sao đừng có spam họ, và đúng cái quy định của Facebook. Làm sao chúng ta phải vừa bán hàng được mà vừa đúng quy định. Ví dụ chúng ta gửi mẫu mới á, là được, nó không liên quan gì đến ưu đãi hay khuyến mãi đó. Chúng ta làm đúng luật. Hoặc chúng ta gửi một bài content rất là hay và nó dẫn đến cái bài bán hàng thì được. Chúng ta làm đúng luật, chúng ta không làm sai luật thì chúng ta sống rất là bền. Bị chặn rồi thì rất là khó mở. Hầu như là chưa thấy trường hợp nào mở lên được. Nếu mà mọi người làm nó không cẩn thận và mọi người quá tham lam. Chứ còn bây giờ mà mình có cách để mình load toàn bộ tin nhắn lên được, nhưng mà gửi như vậy thì khách hàng lần đầu rất là nhiều, lần hai rất là nhiều, nhưng mà chục lần sau thì Facebook nó khóa thì nó không dở. Hoặc nó không khóa thì cũng dần đến cái trạng thái là spam khách hàng á. Và khách hàng họ không có thích cái chuyện đó. Rồi, ok. Thì nếu mà mọi người không có câu hỏi gì hết nữa thì chúng ta xin phép được kết thúc tại